chị yêu nha, buổi trưa nay em dọn kho nè. Chị nào thấy livestream của shop vào săn liền. Hôm nay rất nhiều đầm đẹp luôn. Đẹp không tưởng tượng được luôn. Mà cái giá các chị cũng không thể nào tin được luôn. Rồi bình thường hoa thêu của em các chị mua bao nhiêu tiền? Tại cửa hàng em bán cái váy này á là 450 đúng không? Nhưng bây giờ buổi live này của em sale luôn 159.000 đồng cho các chị thôi nè. 159.000, của đây còn cái nữa nè, 159.000 cái váy này của em nha. Em mặc lộn size. Rồi bây giờ em có cho các chị mình là size XL thôi. Hiện tại chị còn size XL. Mẫu này chị nào cho em là dưới khoảng tầm 58 cân nha. 58 cân đổ về mặt đẹp cho em luôn. Đang sale giảm giá là 159 ha. 450 sale còn 159.000. Cái trend này là hoa thêu nổi. Hồi tối hôm qua em like cái mẫu này, khách đặt 2X quá trời quá đất luôn, hết sạch. Bây giờ không còn 2X nha. Tối qua em xem một lần rồi, hết 2X. Giờ em chỉ còn size XL thôi. Chị nào XL nha, cỡ tầm đây mặt nè, các chị coi nó rộng. Rồi, đầm này cỡ tầm là 58 cân đổ về cho em, các chị mặc đẹp luôn. Dưới 58 cân là vừa. Ren hoa nổi kết hợp với chiếc phông, chân váy là chiếc phông. Ở trong em có may lót thun cô tông không hề mỏng luôn. Trên này cũng lót ngang ngực trở xuống nè. 159.000 cho em. 159.000 chia sẻ có đơn luôn. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok. Em còn cho các chị là 5 cái size XL nha, còn đúng 5 cái. Chị nào size XL chốt đơn cho em. Trời, hôm qua khách em mua 2 ít hết rồi. Tối qua là em có XL và 2X, khách em mua hết trơn 2X luôn. Bây giờ em còn 5 cái size XL. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 cái. Em còn 5 cái size XL nha. Chị nào ưng chốt liền cho em cái mẫu này. Đi chơi, đi tiệc phải nói là đẹp, xuất sắc luôn. Các chị coi cái form nè. Em mặc cái nó hơi rộng, các chị xem đỡ nha. Trời ơi, hàng xịn nghe chưa. Váy này là gọi là dạ hội á, nhưng mà cách tân là phong nó ngắn ngắn xíu ha. Hoa này là hoa thêu chị Trúc Thanh, hoa thêu phía trên luôn, không phải hoa bình thường in lên đâu mà hoa thêu nha, thêu nổi phía trên. 159.000 cho em. 420 sale còn 159, chỉ có trên line này thôi. Xong chưa, chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Mỗi một đầm em mặc có 2-3 phút hà. Ủa sao đứng hình rồi ta. Chị nào thấy like của em có bị mờ không cả nhà ơi, kiểm tra giúp em với. Nhà coi giúp em coi nó có mờ không, rõ lại chưa, em mới đổi cái wifi khác rồi đó. Rồi đầm này 159.000 cho em nha, còn size XL, chị nào XL chốt đơn cho em. Ai mặc XL thì chốt đơn cho em với giá tiền là 159. Chào chị Tú Trinh, chào chị Kim Nương nè. Nó mới bị rớt mạng, em mới đổi cái wifi rồi. Không biết mấy chị đó coi được chưa, ổn định chưa, rõ chưa. Tiếp tục lên sale ha. Đây em sẽ ghi cái mã này ở phía dưới nha cả nhà. Cái này là 141. Trời ơi, nãy giờ quên chưa đọc mã. Hàng gì chưa thấy chị nào chốt. 1418, dạo này em bị sao trời. Đầu này của em là 1418 nha cả nhà ơi. Hôm nay em sao với giá tiền là 159.000 nha, 159.000 đồng. Ai lấy mẫu này comment liền cho em ở phía dưới luôn. Hoa thơm kết hợp với chiếc phông có túi hai bên cho các chị luôn, dễ thương lắm. Chỉ có 159.000 nè. Em chào chị Bích Vân nha. Rồi cái này cũng hàng hiếm luôn. Hôm giờ có nhiều chị hỏi cái màu xanh này lắm nè, mà hết. Hôm nay em kiểm kho thấy còn một cái, kiểm kho còn một cái mặc cho các chị nha. Dạ mặc đây là hoa thêu, em mặc là trên này là hoa thêu, thêu nổi luôn. Phía dưới là chiếc phông, ở trên này là hoa thêu nha. Không còn 2X chị Tuyết Mai. Nếu mà 2X á, chị lấy cái màu này được không? Màu này được không chị? Tím được không? Tím xanh dương nha. Nếu mà chị nào size 2X em có màu tím xanh dương. Còn em mặc xanh lá với đỏ thì nó chỉ còn XL thôi hà. Chị đợi em chút đi, để em qua cái đầm này 99.000 cái đã. Rồi em sẽ giới thiệu cho mình cái màu hoa thêu khác nha. Chị nào 2X thì mình đợi em một chút nha các chị ơi, tầm 1 phút nữa. Cái đầm này rất là đẹp nhưng mà nó nhỏ. Cái mẫu này form nó bị nhỏ, cả nhà, nó còn có một cái cuối nè. Còn đúng một cái cuối cùng em đau mặt nè. Đây là 1360. Mẫu này là đầm von. Đầm đẹp đầm von các chị nha, tay loe. Còn đúng cái em đau mặt, em vừa khui luôn. Em vừa khui ra luôn, đúng một cái cuối cùng. Sale với giá tiền chỉ có là 99.000 đồng. Nhưng mà mẫu này cỡ tầm 40-45 cân cho em thôi nha. 40-45 hoặc là 47 cân thôi. Còn lại trên nữa là chật nha, không vừa nha. Chị mới vào xem lại cái màu em mặc 6-8 cân thì cái này không vừa. Cái hoa thêu này 6-8 cân không vừa chị ơi.
Thôi để chút em lên cái khác cho mình. Bây giờ em mặc là 1360 nè, sale 99.000. 1360 em sale 99.000 cho các chị mình luôn. Em chào chị Hoàng Anh nha. Tối chốt đơn hả chị? Có ai gọi chị chưa? Đi rồi á. Hôm qua, tối hôm qua em like mà có bạn nào mà gọi rồi là hàng đi rồi. Tại sáng giờ bên em đã gói hàng xong cho đơn tối hôm qua nha. Gói hàng xong hết trơn rồi. Còn mà chị nào chưa được gọi là coi như sót đơn hoặc là không có sai. Không có sai mới không gọi thôi, chứ em đã chốt hết xong rồi. Bây giờ like này, bây giờ bắt đầu là chốt nè. Like này là đang bắt đầu gọi điện thoại luôn. Đâu chốt liền trong like. Đặt liền trong like, mấy phút sau là có nhân viên chốt liền nha. Rồi 99.000 cho em, 99.000 đồng, màu xanh von, 7 von, dễ thương quá. Mà form nhỏ quá trời quá đất luôn. 45-47kg độ về, 99.000 cho em. 45-47kg độ về, em chốt đơn 99.000. Chị nào mà size lớn á, cái hoa đỏ này không vừa. Hoa đỏ này cỡ 58kg, 60kg thôi. À, hoa này đi, hoa tím này đi. Hoa tím này thì có thể vừa nè. Rồi, em có cái hoa tím này cho các chị mình nha. Chị nào size 2X đổi cái hoa tím này đi. Này còn 2X nè. Rồi, mẫu mặt là 1360, 99.000 nha cả nhà. Mẫu mặt là 1360 chất von, còn một cái size M. Còn đúng một cái size M em đang mặc luôn, chỉ có 99.000 đồng, rất là xinh. Có túi một bên ha, nhưng mà khổ ghê là cái form nó nhỏ xíu xíu à cả nhà ơi. Em mặc nè, em chưa kéo hết khóa nữa, các chị thấy đó, không vừa với em luôn. Em là hôm nay em 49kg. Em 49kg em mặc là không kéo khóa được luôn á, nên là 47 thôi. 47 cân đổ về cho em vừa, 99.000. 68kg hả chị? 68kg thì chị không mặc được hoa thêu rồi. Hoa thêu tầm 65 chị yêu ơi, không vừa. 68 để em kiếm mẫu khác cho, có đầm to giãn khác đợi em xíu. Rồi đây cái đầm này. Rồi, cái hoa thêu màu tím này được không? Chị nào size lớn á, nè size 2X nè, thì em còn 3 cái. Hoa thêu màu tím em còn 3 cái size 2X nha cả nhà. Em cũng chốt bằng cái hoa kia luôn, 159.000 cho cái chị dễ mặc nha. Vậy đang mặc đẹp, cảm ơn chị Lương Thị Dân nha. Đẹp ha chị, mà không có sai, buồn không? Hay bán hết rồi, bán hết sạch bách luôn rồi. Bây giờ mẫu này của em á, 1413, 159.000. 1413 là hoa màu tím, cái kiểu nó y chang cái em mới mặc luôn. Nó khác cái dàn hoa theo ở trên này thôi ha, khác cái màu xíu. Em còn 3 cái. Ủa không nghe được hả? Cái chị có nghe được em giới thiệu không? Ủa sao không nghe được ta? Để em kiểm tra coi. Ủa sao không nghe được ta? Ủa nghe được mà. Điện thoại mình bị gì rồi? Chị Kim Nương. Chị Kim Nương hoặc chị nào comment giúp em ở phía dưới á là nha. Chị nào comment giúp em phía dưới là nghe được nha. Các chị nghe được comment giúp em là nghe được nha cả nhà. Tại chị khách đó chị không nghe được. Em tưởng là tại điện thoại em, nhưng chắc là do điện thoại của chị rồi. Mình ao ra vô lại giúp em nha. Bị mờ hay này kia, ao ra vô lại giúp em. Rồi đây 1413, em còn 3 cái. 3 cái size 2X hay size gì đây? Em còn 3 cái size 2X. Rồi em còn 3 cái size 2X và 1 cái size M. Trời ơi, biết vậy em mặc cái size M này rồi. Nghe dạ ok. Để chị khách kia chị biết ha. Trời ơi, em đang mặc là 2X rồi, em tưởng nó hết rồi. Ai em lấy luôn cái 2X em mặc. Ai dè nó còn một cái size M ở đây nè. Em còn 3 2X và 1 M. Em chốt 159.000 luôn. Hoa thêu nha, hoa thêu 400 hơn á. 400 hơn mà hôm nay em giảm một phát một cho các chị mình luôn. Rồi để em nhập cái này vô size M nha, 1413. Nhập vô để các chị mình nè đặt hàng. Đây. Đầm này của em sale. Ủi, cái này không có size M rồi các chị ơi, hết size M. Bây giờ em nhập cái này size L được không ta? Bây giờ nếu mà chị nào mặc size M á, mình đặt cái này cho em thành size L nha. Tại hệ thống em hết hôm bữa không còn size M. Em xóa luôn mất tiêu, bây giờ nó không còn luôn rồi. Để em nhập đỡ nha, em nhập đỡ cái này thành size L đi. Đây nè, cái này là M nha, nhưng mà em nhập đỡ cho các chị luôn. Còn một cái chia sẻ like giúp em nha, em chốt cho các chị mình luôn với giá tiền chỉ có là 159.000 đồng. Vậy là bây giờ em còn một cái M và ba cái size 2X thôi. Một M và ba 2X em chốt đơn luôn là 159.000, chỉ còn 4 cái nha. 4 cái cuối cùng. Còn 4 cái cuối chị nào lấy chốt đơn cho em, size 2X là 65 cân đổ lại.
65 cân đổ về cho em là đẹp luôn. Rồi chị nào hồi nãy hỏi em đầm size lớn 68kg đúng không? 68kg mẫu này được không chị? Đây, một là cái này, hai là cái màu vàng nâu á. Em có hai cái đầm co giãn mới về. Cái chất này là chất lycol, nó co giãn rất là cao, 70 mấy kg mặc được luôn nha. Cái váy này nè, đây em có hai màu nè. Hai cái đầm này thì siêu co giãn luôn, không có khóa luôn. Cái bộ này em may cái chị chồng vô, không cần khóa, co giãn dữ lắm, không khóa, không ơ gì hết trơn á, mặc chồng vô cho em thôi. Bông em đang mặc là 1413, em thả cái kẹp ra cái nó rộng dã man luôn. Đây ra 2 XL. Cái này là 1413 nha. Chị Ngọc lên XL mẫu nào, mẫu của em hả? Mẫu của em là còn 3 cái size 2 X với lại một cái size M. Còn nếu XL thì chị lấy cái hoa hồi nãy nè. Đây. Cái không phải này, em mới mặc em móc đâu rồi. Cái hoa 141 đây nè. Đây, XL thì có cái màu này nè chị Ngọc Linh, XL thì lấy hoa màu này. Hoa màu này thì còn size XL nha, 1418. 1418 thì còn XL, còn 1413 thì em còn 2X. Đó, bây giờ mỗi thứ nó còn size. Xe đồng giá 159 nha. Còn hai cái mẫu này nè là tới 70 mấy kg mặc vừa luôn. Chị nào size lớn lựa giúp em một trong hai cái này đi, em sẽ mặc cho mình coi. Nó có 200.000 thôi. 370 sale còn có 200.000, hàng mới luôn, chất là dông của nhà em. Coi giãn rất là tốt đấy chị coi. Trời ơi thoải mái dư sức luôn. Rồi bây giờ em coi mẫu nha. Cái này trên là hoa thêu nè chị, cái cúc này nè. Trên á là ren hoa nổi, ở phía dưới này là chiếc phong nha, và bên trong là em có may lót cho mình. Rồi tranh thủ nha, em lên đầm sale nữa đây. Có chị nào nhớ cái mã này quen không ta? Cái đầm mà có cái dây thắt lưng này nè. Cái đầm mà có cái dây thắt lưng này nè cả nhà, hàng này hàng vét luôn. Đây, nó còn có mấy cái là em sale cho các chị luôn. Đợi em xíu nha. Đầm sơn à, đầm vét nha, đầm vét mà sale có 99.000 ha. Rồi em còn 3 cái, hôm nay còn mấy cái em lên hết nha, đợi em xíu. Mẫu này của em mã là 1369. Cái này em chưa có ủi. Em chưa có ủi, nó hơi nhăn một xíu, các chị xem đỡ cho em nha. Chưa có ủi, mới khui trong bịch. Nó còn có 3 cái trên kho, em lấy xuống là em sao cho các chị luôn. Đây còn 3 cái cuối vét. Trời ơi, màu caro nhuyễn. Caro nhuyễn xíu siêu cho các chị nè. Ở ngoài mình sẽ thấy cái đường caro, trong lai thì các chị nhìn nó ra màu xám luôn ha. Rồi tặng kèm dây nịt nha. Tặng kèm dây nịt bằng da luôn. Đây tặng kèm cho các chị một cái sợi dây nịt này. Thôi để em đeo vậy cho nó nhanh đi, bỏ vô cái đai nó lâu lắm. Rồi đầm này có tặng kèm dây đai, dây nịt da. Chốt luôn 99.000. Em chỉ còn có 3 cái size M thôi. Chị nào size M nhưng mà em thấy nó hơi rộng á. Cái này cỡ tầm, để em coi coi. Rồi, cái váy này của em nha, em thấy là cỡ tầm 51kg được luôn. 50-51kg độ về cho em là vừa. Có túi hoa nhĩ lụa hoặc von hả chị? Hoa nhĩ lụa hoặc von có túi. Rồi ok, đợi em xíu. Size XL hả? Vậy chắc phải lên cái đầm hoa vàng mới chị coi rồi. Rồi đây cái này tặng kèm cái dây nịt nữa nha, rất là xinh luôn. Giá hôm nay em sale chỉ có 99.000 đồng thôi. Đồng này em chỉ còn cho các chị là size M. Em chỉ còn size M cái váy thôi, chỗ tay dài. Tối hôm qua mấy chị khách hỏi đồng tay dài thì không có cái đồng này để mặc. Bây giờ thì em có cho các chị nào còn 3 cái size M, các chị xem đỡ giúp em nha. Mặc hơi nhanh, hơi xấu xíu. Em còn 3 cái, đây là 1369, xả kho 99.000. Đi làm mặc được không các chị, lịch sự không? Quá lịch sự luôn, màu dễ mang, qua gối của em nè. Đó, hơi nhăn, chúc các chị xem đỡ nha. Xem đỡ giúp em chưa có kịp ủi. 99.000, 1369, em sale 99.000 đồng luôn. 1369 nha, 1369. Đầm em mặc cái này còn 3 cái size M nha cả nhà. Còn 3 cái size M. Cái dây này là dây R nha. Đây nè. Em bỏ R, các chị thích thì đeo ha, còn không thích thì không đeo cũng được. Còn có 3 cái size M thôi, 50 51 cân giúp em. 50 51 cân đổ về cho em nha. Size S hả chị? Bên em không có size S rồi. Bên em size M là bé nhất nha, còn 3 cái M nè.
Cái váy này em còn 3 cái size M nè, dạng đầm vest nha cả nhà, xinh quá ha. Dài cho các chị qua gối của em rồi mà chỉ có 99 ngàn thôi. Còn 3 cái cuối, ai lấy em chốt đơn 99 ngàn luôn. Đầm sale giá rẻ của anh nè, em cảm ơn chị Ngọc Dâu nha. Rồi, ủa, rồi 100, à 99 ngàn cho em nha, 99 ngàn đồng. 1369 ạ, 1369. Hoa nhí mà size XL thì em có cho mình mà có túi hả? Cái này hơi khó nha. Có túi á thì bây giờ em có cái mẫu hoa nhí màu vàng này, không biết chị ưng không. Rồi để em xíu nha, đem thay cái này ra cái đã. Đây là 1369 nha cả nhà. Nó có cái đai nè, cái chị đeo nịt mình luồn vô đây. Nhưng mà ở nhà thông thả thì được, chứ em like mà em đeo vô thì nó hơi lâu. Có phối Hàn Quốc phía trước nữa, đẹp lắm. Vải này mềm nha, cái vải này của em không có cứng. Cái vải này không có cứng nha các chị, nó không có xè phồng như mấy chất khác được, nó mềm nha. Rồi, 99 ngàn cho em, 1369. Ba cái chị làm nhanh tay mới chốt đơn được. Đây, hoa nhí thì có cái này. Hoa nhí thì em nhiều, nhưng mà XL size của chị á thì phải lựa mấy cái đầm mới nó mới còn XL. Còn mấy cái nhí của em lẻ size không hả? Với lại là nó có không có túi. Chị thích có túi thì duy nhất em này thôi. Em mặc thử. Sợ chị mua rồi quá à. Sợ chị có cái hoa nhí đó rồi thôi. Đây, hoa nhí mới về của nhà em. Mã này là 1403. Đầm này em may suông 7 mảnh lận. Cái váy này em may suông 7 mảnh lận các chị yêu nha. Đằng trước 3 mảnh, đằng sau 4 mảnh. Ra cái váy này, suông chữ A. 1403, 259 ngàn đồng. Rồi, 1403 em xem mẫu này là 259 ngàn luôn. Chất này là chất lụa nè. Chị nào hỏi hoa nhí đâu đầm lụa nha. Đầm vest cỡ đẹp quá. Đẹp chị ha, trời ơi bên em đang hot vest quá trời. Nhà mạt nhà em ha, này là bên em tự may, không có phải lấy từ đâu về nha, hàng bên em tự thiết kế luôn, xịn sò như vậy mà em sale cho các chị mình có nhiêu tiền đâu, có 99 ngàn thôi, có 99 ngàn đồng. Cái này để em bỏ vô bịch lại nha, tại vì em để nó ra ngoài em sợ nó lạc mất cái đai, cho nên em nhét vô đây lại đi cho nó chắc cú. Rồi có 3 cái thôi, tặng kèm cái đai này nè. M nha, size M giúp em, không có còn size lớn em bán hết rồi. Rồi. Rồi, bây giờ em mặc thì full size, cái này khỏi lo, cái này 65 cân độ về. Eo dưới 84 độ về cho em, chị nào thích hoa nhĩ đọc, màu này siêu dễ thương. Màu này là màu vàng nhạt, không có tươi nha, vàng sữa. Vàng nhạt thôi, rất là dễ thương các chị ơi, không hề kén da, kén dáng chị nào luôn. Và dáng này dáng chữ A nha, mặc gọn lắm, không sợ là mặc lên có bị tròn quá không thì yên tâm, cứ chọn chữ A cho em nha, thoải mái lắm. Rồi đây có nhúng một cái đai nhíp ly giống như là cái nơ vậy đó, hai như cái nơ ở phần cổ áo á, rất là xinh. Rồi 259 ngàn cho em, chất lụa. Em này là chất lụa nha. Đầm lụa, em còn hoa nhí nè. Nhí thì em nhiều, 99 ngàn nè, nhưng mà nó lại size M. Đó, khổ vậy đó. Rồi, em còn hai cái bông nhí phong suông này cũng xinh lắm nè. Đây, nhưng mà cái này thì không có túi. Đó, đúng ý của chị thì bây giờ chỉ có mỗi cái đồng của em thôi. Cái này thì không có túi rồi. Em mặc thì có cả hai túi hai bên luôn, full size ML, XL và 2X đầm mới về 259. 1403. Mẫu đang mặc là 1403 nha. À, chị Ngọc Thảo đặt giúp em cái mã chị yêu ơi, cái vest là 1369 đó chị. Nha, cái vest em mới mặc xong mà 99 ngàn á là 1369. Mình đặt cái mã cho em cho nó dễ nha. Tại giờ không có mã là em nhiều đầm 99 ngàn lắm. Em còn cái vest khác 99 ngàn em chưa lên, rất là nhiều đầm sale. Bắt buộc các chị đặt mẫu nào phải đi kèm mã số cho em, chứ không thôi là em bó tay chấm com á, lỡ giao không đúng mẫu mình thích thì rất là khó nha. Rồi 259 ngàn cho em xong chưa? Mã này là 1403 nha cả nhà. 1403 sale còn 259. Đầm hoa nhí phong xuân chữ A có túi hai bên. Rồi tiếp tục, em có cái này là nhiều chị khách thích nè. Cái đầm sơ mi bi. Hôm qua có mấy chị hỏi cái đầm này không còn hàng đúng không? Hôm nay em còn hai cái. Hôm nay em còn hai cái sơ mi bi cho các chị mình. Nhưng mà size to, size 2X nha, nó vẫn là còn 2X thôi. Đây, lên kho em phát hiện là còn hai cái sơ mi size 2X em mặc cho các chị coi.
669 em đọc nhầm hả ta? Chị Ngọc Thảo ơi, vé là 1369, 6 đi chị nha, đặt lại giúp em. Vé là 1369 chị yêu nha. Không biết là chị nghe nhầm hay là em đọc nhầm á, nhưng mà 1369 nha, đặt lại giúp em một lần nữa ha. Rồi cái đầm này em sale. Sơ mi bim còn size lớn nha, size 2XL. Chị nào 2X chút đơn cho em cái váy này. Còn không thì mặt có hơi rộng thì bóp eo lại cho em một chút nha, chứ em không may bi nữa rồi. Đợt sau mà có bi là bi khác cho mới bi này. Sơ mi bi này em ngưng mẫu nha, 1433 em còn 2 cái. 1433 em còn 2 cái size 2X nha. Rồi còn 2 cái. Còn 2 cái size 2X em chốt đơn luôn. Chị nào lấy bi ạ? Đầm đi làm được chị ơi, sơ mi thì quá đẹp rồi, khỏi lo luôn, đi đâu cũng được hết trơn á. 1433 159.000. Trời ơi 300, 300 đó giờ luôn á. 300 đó giờ trên like của em luôn. Hôm nay chốt 159.000 đồng. Còn 2 cái cuối. Còn 2 cái size 2X nha. Dạ cái này là chất xốp thái chị Ngọc Lê, chất xốp thái. Nó không có bị nhăn, vải này nó đã lắm. Không có nhăn cũng không có mỏng luôn. Đầm này trên là em may một lớp nè, ở dưới là hai lớp. Thật ra một lớp như phía trên là các chị thấy đã ổn rồi, không có hề mỏng, không hề lộ rồi. Nhưng mà lúc đó không biết sao em vẫn may dưới hai lớp cho mình kỹ hơn luôn. Rồi 1433 chất xốp thái cho em, sale 159.000, còn hai cái cuối nha. Sơ mi 159.000 nha cả nhà, chị nào lấy thì comment cho em. 1433 chiếc này là xuất thải, đầm này chị có rồi, vải đẹp lắm, không mỏng đâu, mọi người yên tâm đó, khách em vừa review xong kìa. Em cảm ơn chị Lily Nguyễn nha, đẹp chị ha. Trời ơi em bán cái mẫu này là tính ngàn cái á, chứ không phải tính trăm đâu, không phải 100-200 cái đâu. Em bán là mấy ngàn cái rồi, hơn 2.000 cái rồi. Là các chị biết cái độ hot nó cỡ nào. Nay không còn luôn, còn đúng 2 cái là các chị biết. Còn đúng 2 cái size 2XL em đang mặc luôn. Rất là rộng so với em, cái này mình xem đỡ nha. Chứ biết sao em bóp một cái kẹp mới vừa á, 159.000 thôi, có túi nè. Trời ơi nhận hàng cái chị thích liền, thật sự rất là đẹp. Em còn có hai cái cuối cùng, chị nào may mắn chốt đơn được luôn. Tầm 57-65 cân cho em. Trên nữa thì không vừa mà dưới thì mặt rộng, dưới rộng thì bóp lại được nha. Trường hợp các chị ở dưới mình có thể rộng bóp lại cho em ok. Không có về thêm cũng không có may thêm nữa đâu. Size 2X 1433 chỉ còn 2 cái. Size 2XL có túi chị yêu hai bên luôn, đẹp không? Màu này đẹp và cảm ơn chị nha. Trời ơi, bi là khỏi nói ha, bi nó rất là dễ mặc, không có kén nha, trắng da ngâm hay là cái chị mình là trung niên hay trẻ tuổi gì, dịp nào trong năm cũng mặc được luôn, không lỗi thời luôn. 159.000 cho em, 159.000, em còn hai cái 2X, chỉ còn hai cái size 2X thôi. Ai lấy thêm chút đơn cho các chị mình luôn với giá tiền chỉ có là 159.000 đồng. Rồi size 2X bao nhiêu cân vậy em? Dạ dưới 65 cân nha, cái này eo dưới 85 được. Đầm của em còn hai cái eo dưới 85, cỡ 57-65 kg, eo 85 độ về, eo tầm 82-85 các chị mặc nó sẽ vừa đẹp. Còn dưới thì nó sẽ hơi rộng nha, dưới nữa thì hơi rộng. 159.000 bi của em, 1433 còn hai cái cuối nha. Rồi em lên tiếp mẫu này 99.000, lên là lên hàng sale nha, còn nhiều lắm, em sẽ mặc từ từ nha. Đây 99.000 đồng, đầm tay dài, đầm tay dài dáng xòe cho các chị mình luôn. Đây các chị, mẫu này em sale 99.000, dáng xòe tay dài. Kiểu này thì nó hơi trẻ trung một chút xíu cả nhà nha. Nó màu da, có cái cỡ màu trắng rất là đẹp đẹp ha. Rồi đầm này em sale 1375, 99.000, 99.000 đồng cho em nha. Đầm này có xếp ly nè, xếp hết đằng sau lưng, xếp hết đằng sau lưng các chị coi nè. Đó, nó sẽ ăn da được cái phần vòng 3 cho mình nha. Những chị nào có vòng 3 khiêm tốn mình nên chọn mấy cái đồng mà xếp ly xè ra cho em. Bao ăn gian vòng 3 luôn. Em chào chị Phạm Nhung ạ, 99.000 mẫu này, 1375. Nhưng mà đồng này em chỉ còn size M thôi, dưới 50 cân mới vừa. Mẫu của em chỉ còn size M, chị nào dưới 50 cân là chốt đơn cho em luôn, 99.000. 99k nha cả nhà, chia sẻ có đơn cho em ha, dễ thương quá.
cái này nó hơi trẻ, là phao nó ngắn nè, chứ chị thấy cái phao không, nó không có dài bằng mấy cái đầm kia ha. Mấy mẫu kia em mặc là nó ít nhất là phải qua gối hoặc là tới bắp chân, mẫu này nó vừa chấm gối của em thôi. Đây là 1m60 nè, em mặc nó vừa chấm gối, kiểu rất là dễ thương luôn. 99.000 đồng, chất này dày dặn xe phòng rất đẹp nha. Đó, mình để ý là cái độ dài thôi, chứ còn chất liệu thì khỏi lo. 99.000, 1375 cho em, hàng cúc phía trước, trang trí hàng không tháo được nha, mặc là kéo khóa phía sau. Chị Thuận Nguyễn lấy 1375 rồi, 99.000. 1375, 99.000 đồng cho em, dưới 50 cân. Dưới 50 cân là cái chị mặc vừa nha, cái này không đẹp không lấy tiền cái chị luôn á, dễ thương lắm. Em về hai màu luôn. Cái váy này em may tới hai màu lận. Đây nè, em có màu đen nữa nè. Màu đen cũng giống em mặc là 99 luôn, và nó cũng chỉ còn M. Hai cái đó trùng hợp là nó đều lễ size giống nhau luôn các chị. Tại thường khách em mua là một cặp hai màu không hả? Cái đó hết là nó hết đều luôn. Dạ màu đen là 1374 chị Uyên Linh. Chị lấy màu đen thì chốt giúp em 1374 nha. Màu đen 1374, màu da là 1375. Đó, màu nào cũng xinh hết. Chỉ có 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng nha. Chất cua tôm lạnh. Không còn size L chị ơi, còn mỗi size M thôi hà. Tiếc quá. Dưới 55 cân đổ về cho em là vừa. Chị nào dưới 55 cân thì chốt đơn cho em 1375 màu da. Chị Hồng Vinh lấy 1375. Dạ có nè. Chị mới nhận hàng rồi nha shop. Đẹp, mua ba đầm cái nào cũng vâng. Trời em cảm ơn chị Dung Lê nha. Đó, chị nào nhận hàng mình có thời gian mình quay lại review cho em nha cả nhà. Mỗi ngày là chờ review của khách thôi đó. Chờ mòn mỏi mấy chị vô review cho em nè. Em chào chị Ngọc Anh Thư ạ. Rồi tiếp tục bây giờ em qua mẫu nè. Đây, lên tiếp một cái đầm sale cũng rẻ không kém luôn. Hàng full size cũng sale. Đây, em mặc cho các chị coi. Ví dụ bây giờ mình muốn em lên cái nào, hoa nào, màu nào, hay là đầm ôm, đầm suông, đầm xòe, bất cứ mẫu nào các chị thích mình cứ nói em đi. Tại shop em bây giờ nhiều mẫu lắm, em không biết mình thích cái nào để em lên thôi. Ôm, xòe hay suông gì em cũng có hết trơn á. Cổ sơ mi, cổ vét, cổ tròn, cổ vuông, cổ tàu, cổ gì, thể loại nào em cũng có. Nên là các chị muốn coi cái nào thì nói em nha. Rồi, chị Ngọc Lê, 63kg, 1m55, vòng 1102. Ui, vòng 1 to thế. Rồi, chị đo thêm vòng eo nha, đo thêm vòng eo cho em để em coi mặc size nào nè. Bây giờ cái mẫu này nha, 74 màu đen chị Lan Nguyễn. Rồi, cho em số điện thoại đi, chúc em mặc cho chị coi luôn cái form đầm đó. Đầm đó nó giống kiểu, nhưng mà em sẽ mặc cho mình coi luôn ha. Chị nào thích thì chúc em mặc. Bi nha, bi body của em nè. Váy này bình thường bao nhiêu các chị coi em like là nhiêu tiền, 300 đúng không? Nhưng mà hôm nay em chốt luôn cái bi này 1361 trong like của em nha, trong like này nha, 159.000 đồng. Đầm bi body, cái vải này nó có kim tuyến á cả nhà, ở ngoài các chị nhìn nó sẽ rõ hơn ha, ở ngoài nhìn lấp lánh đẹp hơn, trong like thì không thấy rồi. Trong like mình nhìn cái form giúp em thôi, 159.000 body. Body bi sẽ tà phía trước và cái độ co giãn nó rất là cao các chị coi. Co giãn cực kỳ tốt luôn, 67 cân đổ về hoàn toàn mặc được. Đen cổ tròn hả chị? Đen cổ tròn, đen hoa hả hay đen trơn? Nếu mà cổ tròn á thì em có nhiều, nhưng mà cỡ hoa văn được không? Chị thích mà đen trơn thì em có cho mình à, đầm vuông, cổ vuông thì có cái đen trơn ha. Còn mà cổ tròn thì đa số là em có dạng hoa, hoa này hoa kia. Rồi em mặc cái này thì cổ chéo nè. Đây đầm bi, đầm bi này là cổ chéo các chị nha. Đó, lấp lánh rất là đẹp luôn. Đầm chấm bi đen trắng còn size bao nhiêu em? Mẫu này hả chị? Hay là chị hỏi cái đầm sơ mi vừa rồi? Tại nãy giờ em cũng có mặc qua một cái bi nữa. Nếu mà chị hỏi cái bi sơ mi á thì em còn hai cái size 2X, chỉ còn hai cái thôi nha. Chị hỏi bi sơ mi á thì em còn hai cái size lớn nhất là 57-65 cân, 1433 là sơ mi bi, còn mỗi hai cái cuối cùng. Rồi, còn nếu như chị hỏi cái đầm của em nè, cái bi body, cái này cũng là bi nè, thì em có full bi body của em, có full size cho các chị mình luôn, 65 cân đổ về, 67 cũng được, 67 cân đổ về
có thể mặc vừa cái đầm này của em, to giãn tốt, phải mát lạnh luôn, đi đứng thoải mái cho các chị nè, mà bên ngoài nó lấp lánh nhìn dễ thương lắm. Cái này ở ngoài mới đẹp thật luôn, trong like là nhìn ít rồi đó, ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều. 159.000 nha chị Hà Thu, 159.000, mã là 11361 cho em ghim cái mã phía dưới nè. Màu đen cổ vuông, rồi đợi em xíu nha. Có, em mới về cái đầm thiết kế này hơi bị xịn xò luôn, nhưng mà tại vì cái giá của nó 300 hơn cho nên em chưa định mặc. Mấy cái đầm mà hơn 300 á thì khi nào khách yêu cầu em mới mặc thôi, còn em định là lên xã kho mấy cái tầm trăm mấy trước, trăm mấy 200 trước được không chị? Này cỡ 350 được không? Được thì em giới thiệu nè. À, đầm xè hả chị Yến Trương? Cái này xè luôn nè, đợi em xíu. Em cảm ơn chị Hạnh Tâm nha, dễ thương vậy mấy chị còn không chia sẻ like cho em nữa. Rồi đây là bi của em có 160 thôi, các chị vào qua shop em nha. Hiện tại em đang like trực tiếp tại cửa hàng. Đây, em đang like trực tiếp tại cửa hàng, các chị có qua đây mua thì giá đồng này nó cũng phải tầm là 370. Nhưng mà trong buổi like này của em thì chỉ có 159.000. Giờ có xách xe qua nhà em giá nó cũng cao hơn. Mua ở nhà chia sẻ 3 lần em giảm một phát xuống còn 159.000 luôn. Ship đến tận nhà, ship có 20.000 thành phố, ship tỉnh có 30.000 đồng thôi, rất là rẻ cả nhà nha. 1361 cộng số điện thoại cho em, dán đầm body đẹp nha. Đẹp đi tiệc bao chuẩn form nha, đi tiệc là xuất sắc liền. Rồi em lên mẫu khác. Cổ vuông sau hở hả chị? Cổ vuông à, cái đó hả? À, không hở lắm đâu, em mặc thử nha. Mặc thử cái này xíu nha, cái này thì 300 hơn chút nhưng mà nó đẹp lắm, cho nên em sẽ mặc thử cho các chị coi. Thì mình cứ tham khảo đi, mình thấy cái nào đẹp mình mua, chứ em không có bắt là các chị phải mua cái này hay là cái nọ ha. Em cứ mặc lần lượt từng mẫu vậy đó. Đó, mình tham khảo từng cái, thích cái nào thì chốt cái đó cho em, cái nào cảm thấy ok thì mình mua ha. Nhiều lắm, nhiều kiểu lắm. Cái này em thấy nó cũng bình thường ha. Đây em mặc thử cho chị coi nè. Một mấy đây, 1437. Mẫu này em mới về luôn. Cái này là hàng thiết kế xịn sò của nhà em á. Em thấy đâu có hở sâu đâu. Đây nè, đây phía sau lưng này chị, cũng đâu có sâu lắm đâu, bình thường thôi. Đó, rồi đầm này em sale. Trời ơi, nhung xịt nha. Hàng nhung cái chị khỏi lo luôn. Mà em này em nói về nhìn một cái là mê liền, nhìn một cái là thích liền. Cái chị coi đó, những cái vân nè. Đây 1437 cho em, mã đang mặc nha, hàng mới về của shop luôn. Chị nào thích cổ vuông là phải có cái em này, hàng nhung xịt mặc mát rồi. Có túi hai bên 1437. Dạ cái này là nhung á chị Ngọc Lê, 1437 chất nhung. Em sale cái đầm này ha, cái này tại shop em bán là tới 490 nha, tại vì cái hàng giá này nó cao, cái vải này nè. Cái vải này giá rất cao, em bán tại shop 490 mà trên live thì cũng có giảm ha, trên live giảm 349.000. Trên này em giảm còn 349.000 đồng. Đẹp lắm luôn, ở ngoài các chị nhìn là thích liền thiệt. Nhìn nó xịn lắm, nhận hàng là các chị nghe nhìn thấy cái đầm nó xịn xò cực kỳ luôn. Nó phải gấp đôi mấy cái đầm bình thường khác, cái gói hàng á. Vải nhung á, cả nhà nó dày dặn á, nó gấp đôi mấy cái đầm khác luôn. Mà em bán trong live này có 349.000 thôi hà. Hàng nhung nhà em ha, mua ngoài kia phải 700-800, qua bên em tại cửa hàng là 490. Trên cái line này em sale còn 349.000 nha mọi. Nhưng ở trên line nó hơi khó thấy là bị nó bị cái sáng tối cả nhà, đây nè, nó có cái vân nè. Nhung vân lên chỗ sáng chỗ tối các chị nha. Đó, 349.000 cho em cổ vuông. Đằng sau nè cũng không hở đâu, dễ mặc lắm. Có 349 thôi, một em đầm thiết kế như thế này, xịn xò chưa? Đầm này em có size, cộng thêm to giãn 6-7 cân đổ về nha, 67kg đổ về. Cổ tròn hả chị? Nếu mà cổ tròn á, thì em lại... À, cổ vuông có màu xanh nữa nha. Nhắc tới cổ vuông các em mới nhớ. Cổ vuông em có cái này, chữ A, nhung luôn. Nhung màu xanh Coban, cổ vuông, dán chữ A. Này cũng to giãn tốt, 70kg mặc được luôn á. Còn mà nói tới cổ tròn á thì đây, nhung hoa. Cổ tròn em có một cái nhung hoa dán xè cũng 70kg vừa. Nhưng mà nó có hoa, nó không có trơn nha. Nhung trơn thì em có cổ vuông em đang mặc nè. Cổ tròn thì có nhung hoa được không? Nhung hoa này coi giãn cao. Rồi, à hoặc là một cái nhung body cổ tròn. Đây,
Cổ tròn thì em có dáng ôm, cổ tròn em có dáng ôm body đuôi cá, full kim tuyến luôn, lấp lánh các chị coi. Em này đi tiệc là cũng đúng bài luôn nè, lấp la lấp lánh từ trước ra sau luôn. Đây cổ tròn, dáng ôm được không? Được thì chúc em giới thiệu nha. Rồi đầm em mặc là 349.000 đồng, xong chưa? Này hàng siêu cấp nha, 349, 1437 cộng số điện thoại. Đầm xè 1m70, cao 157kg hả chị? Giá vừa mua, bán giá vừa mua vài cái. Chị Yến Trương ơi, bây giờ đối với chị nè, đối với chị bây giờ chị muốn mua giá tầm cỡ nào? Tại vì hôm nay cỡ nào em cũng có hết trơn á. Cao nhất 350, cao nhất rồi á mà chỉ có 350 thôi. Còn bình thường em bán á cỡ 200. Trời ơi 200 là quá vừa đúng không? Cỡ 200, 250, 300 hoặc là 350 thôi. Nhiều là cỡ trăm mấy em có luôn nha. Chị muốn mua giá cỡ nào? Nếu mà chị cao 1m70 nha, em diện cái maxi cho chị coi. Cái này là dài, chị mặc vô là nó sẽ vừa hợp luôn. Còn không á thì chị cứ lựa mấy cái đầm nào mà chị thấy em mặc mà nó cũng cỡ tầm tới bắp chân của em á thì chị mặc nó sẽ không có bị ngắn ha. Ôi cái này nó cứ bị vướng cái gì. Rồi đợi em xíu với chị yêu nha. Em nói em lấy cái mới mà em chưa lấy nữa, cái váy này của em nó bị vướng cái cọng chỉ. Trời đất ơi. Mẫu em đang mặc đây mã số là 1437 cái chị yêu nha. Để em lên cái maxi nè. Chưa kéo khóa được để mặc cho các chị coi nữa. Có mỗi lần like mà kéo về là cái nó mất thời gian nè. Đợi em xíu nha. Trời bị gì đây ta. Em có cái đầm maxi này là cực kỳ hợp với chị luôn á. 1m70 chị mặc là quá đẹp luôn rồi. Đây đợi em chút. Rồi lên một em maxi dáng dài cho các chị mình nha. Ai thích mẫu nào thì comment ở dưới giúp em. Đi kèm giúp em là phải có mã nha cả nhà ơi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Mình đừng quên là chia sẻ like cho shop 3 lần mỗi chị nha. Chiều nay quyết định lấy cái đầm này xuống mới được. Quá mệt mỏi. Rồi lên nha các chị coi cái đầm maxi màu xanh của em. Đây nè, cái mẫu này nó dài, thước tha luôn. Em cao 1m6, em mặc là nó gần tới cổ chân của em rồi. Thì 1m7 là bao đẹp luôn, không sợ ngắn ha. Đó, dài như vậy được không? Cái này giá phải nói là cực kỳ hợp lý chứ không phải là vừa nữa nha. 199.000 em đọc tên em chốt nha. Như ngày hôm qua, như ngày hôm qua em có nói mẫu này em chỉ chốt cho những chị nào mà mua trong lúc em phát trực tiếp. Em đọc tên thì em mới chốt đơn, còn ngoài ra là không có chốt được nha. Rồi 1425. Tại bình thường em bán cái này 400 mấy lận. 199.000 like này của em, 199.000 đồng. Maxi màu xanh rêu. Hàng này là chỉ khi nào phát trực tiếp mới chốt thôi. Đợi em tắt like mua là về phải 300 mấy 400. Bây giờ mua thì 199.000. Hoàn toàn là tùy vào cái chị mình có muốn săn sale hay không thôi. 1425 nha, 1425. Dáng đầm dài maxi luôn. Cái chị thấy em mặc nè. Em là cao 1m6 thôi. Nhà em cao có 1m6 thôi. Nó sẽ dài gần tới cổ trên của em. Đó, mà cái vải các chị coi xe rộng, dài mà rộng như vậy. Đó, trong thì có may lót. Trong em có may lót thun cô tông. Không có sợ mỏng, sợ lộ gì hết trơn á. Mà nhung này là nhung vân nha. Nhung này, à lộ von. Von này là von gân các chị yêu nha. Bên ngoài nhìn thấy cái gân vải đẹp lắm. Đang giảm giá chỉ còn có là 199.000. Nhớ giúp em là em đọc tên em mới chốt được. Chị Kim Yến có nè, 199 nè. Chỉ có trong like của em thôi. Ngoài ra bất cứ đâu các chị mua trên hình ảnh hoặc mua like khác thì các chị có khi nghe em báo giá cao hơn á. Rồi, mã hàng cộng số điện thoại cho em nha. Đầm maxi 199.000 đồng. Còn không thì mấy cái em mặc mà nó cỡ tầm nó dài dài cỡ như vậy nè. Đây nè, nó dài dài cỡ như vậy nè là chị mặc cũng được rồi, không có ngắn lắm đâu ha. Khi nào mà đầm em mặc ngang gối á thì chị sợ ngắn thôi, chứ còn em mặc mà qua gối rồi thì chị mặc vẫn là ok nha. Em cao 1m6. Rồi 1425 chị Phạm Thu có. Chị Phạm Thu chốt đơn nè. Chị Nguyễn Ngân 1425 có, em đọc tên là có. Chị Thảo Lê 1425 size XL còn, em còn 4 size lận. Mẫu này chị nào em đọc tên em chốt 199, còn mà chị nào em chưa đọc tên thì hên xui nha. Hên xui nha, em không có trả lời trước được đâu nha. Ai lấy mẫu này đặt cho em
sale luôn 199.000 đồng. Đặt nhanh em chốt đơn cho mình đây. Có túi giấy đầm dài, có hai cái túi hai bên, nhìn xịn sò ghê không? Đó. À hồi nãy chị khách hỏi size lớn á, chọn màu cho em chưa? Em có hai cái đầm này nè, chỉ có 200.000 thôi, 370 giảm còn 200, size lớn có luôn, 70 mấy ký vừa. Em cho mình coi hai màu mà em chưa thấy trả lời em là màu nào để em thay mẫu nè. Rồi cái này cổ tròn đây, cổ tròn nha, màu xanh rêu, màu này hơi bị tây luôn. Chị Thảo Lê chốt 1425, à em có đọc tên rồi nè. Chị Thùy Linh, dạ được, E82 mặc 2X cho em. Đầm này E84 đổ về là quá đẹp luôn. Có chị Thoa Kim, full size, cái này full size nha. MLXL2X gì em cũng còn, cứ đặt cho em thôi. Nhưng mà phải đặt bây giờ cơ, hàng full size. Cái chị mình đặt qua hình ảnh em báo giá khác á. Bây giờ có chị mua trên hình là phải tầm 300 mấy. Còn chị em like của em á, có 199 nè, có 199.000 đồng thôi. 1425 cho chị Ngọc Nga nè. Rồi chị Diễm My size 56 ký vừa, chị yêu ơi cho em số điện thoại để bên em gọi chốt đơn cho mình. Chị nào đặt hàng nhớ có mã cộng số điện thoại cho em. Rồi chị Kim Yến Trương lấy đầm của em có nè, 199.000 đồng nha, cả cái đầm maxi dài. Nhận hàng là cái chị thích liền thiệt, vải nó đẹp lắm. Von Gun, hàng hiếm á các chị, có mấy cái Von Gun, hôm nay mấy cái, hai cái Von Gun. Hiện tại shop em chỉ có còn hai cái Von Gun thôi, một là cái này. Rồi em có một cái nữa nè, em sẽ mặc cho các chị coi. Em còn một cái Von Gun nữa, giá rẻ hơn, nhưng mà dáng đầm khác. Cái này là dạng ôm suông, không có xè nhem, ôm suông ha. Em sẽ mặc cho các chị coi, giá này thì có 160 thôi hà. Ủa không suông cơm hả? Hả? Không có ăn cơm hả? À. Rồi tiếp tục em lên cho các chị đây. Trời nhìn thấy đậu rồng cái lâu quá chưa ăn. Hả? Cái gì? Tôi nói nhìn thấy đậu rồng tôi mới nhớ lâu quá chưa ăn. Đây cái này cũng là Von Gun nè. Hiện tại bây giờ em chỉ còn đúng hai cái Von Gun thôi đó. Bữa trước là được 3-4 mẫu, nay hết trơn. Bán hết trơn rồi, em còn có cái này. Mẫu này em mặc cái chị nhìn nha. Cái form này sẽ là dáng đầm ôm suông. Ôm suông và nó sẽ có xẻ tà hai bên cho các chị mình luôn. Đây, có xẻ tà hai bên, nó kiểu như là lai với sườn xám á các chị. Sườn xám chính gốc nè. Đây, có hai cái sườn xám chính ở đằng sau nè, thì em chưa có mặc ha. Còn cái form này nó chỉ hơi lai sườn xám thôi. Chiếc này là vải von, ở trong em cũng có may lót cho mình. Đây, 159.000, màu này được không? Cổ tròn luôn nè, đây giá rẻ luôn. Nhưng cái đầm này form hơi nhỏ, nhớ nâng size giúp em. Chị nào mua cái váy xẻ tà này phải nâng lên một size mới mặc được nha. Không nâng là nó chật cái phần hông này lắm. 1371, em sale 159.000. Để em coi nó còn mấy size để em báo cái chị biết đường nâng nè. 1371, 1371 rồi. Ui ok hên quá, 58 cân đổ về vừa. 58 cân đổ về, các chị mặc được cái váy này của em nha. Dạng ôm suông, nó hay chật cái hông. Eo thì không sao, nhưng mà cái hông này á, hông em là 90-92 nha. Bây giờ vòng 3-92 em mặc size M là nó chật. Đó, chị nào size M thường á, giống em mặc là ok đúng không? Nhưng nếu như chị nào có cái hông này tròn ha, hông này hơi tròn, thì mình bắt buộc phải nâng size nha. Chứ không là nó chật lắm á, nó ôm á. Đó, thôi cứ nâng size cho chắc cú á chị ơi. Rộng rãi, thoải mái đó vẫn ok hơn. Rồi, đầm em đang mặc đây, mã số. Mã số là 1371. 1371, 159.000 đồng cho em nha. À, sườn xám hả chị? Sườn xám hôm nay chốt 299 chị yêu ơi. Em có hai cái, một cái kim tuyến to và một cái kim tuyến nhỏ. Chị thích cái nào em giới thiệu cho mình. Đằng sau màu đen gì vậy em? Sườn xám á chị. Đây nè, sườn xám nhung. Hai cái đầm này là nhung. Em may kiểu sườn xám cổ tàu nè, đẹp chưa? Đó, đính cài áo tặng kèm luôn. Cái cài này tháo được nha. Mua sườn xám tặng kèm cài áo ngọc trai nè. Rồi cái này là kim tuyến ngôi sao nè, nó to nè, kim tuyến ngôi sao. Còn cái thứ hai là kim tuyến nhuyễn, cái này đủ màu. Cái nhỏ này thì đủ màu sắc luôn, kim tuyến nó ánh đủ màu. Đó, hai mẫu sườn xám, mình thích màu nào em giới thiệu. Đồng giá là 299.000, đẹp lắm. Lên form là cái chị thích liền. Và cái chất nhung nữa, vừa mát vừa co giãn mà còn lấp la lấp lánh, kim tuyến full đồng luôn. Đi tiệc là xuất sắc nha, nhưng mà các chị coi thích màu nào đi. Tại hai cái là hai mã đó, chứ không phải một nha, hai mã khác nhau. Đó, em sẽ mặc lần lượt cho các chị xem.
Rồi, bây giờ em mặc đây mã là 1371 nha. Mẫu của em là 1371 nha cả nhà. Đầm em mặc 1371 size 159, chị Hồng Quyên có đơn nè. 57kg đặt 2X, nhớ nâng size, mẫu này không nâng là chật nha. Nhớ nâng size cho em. Gần chỗ váy hoa cưới, gần chỗ váy hoa cưới. À, cái màu đen hả? Cuối, cái màu đen là cái nào ta? Bên này hả chị? À, đây đúng không? Cái này đầm ngọc trai eo á, mẫu này là tới 80kg vừa nè. Cái đầm này là gọi là to giãn nhất nhì bên nhà em á. Hồi nãy em có giới thiệu cái đầm này. Đây, ba cái mẫu này là phải nhất nhì bên nhà em về cái độ co giãn luôn. Thì hai cái này là hoa văn, nó không có kim tuyến. Nhưng em này, hoa văn trên này là full kim tuyến 100%. Thêm cái dãy ngọc trai eo rất là xịn sò. Mẫu này thì như 350. Cái váy này 80kg vừa. Chị nào size lớn, nghĩ cái này cho em thử. 80kg mặc được luôn nha. Dễ đơn lắm, chúng em mặc cho cái chị coi nha. Đó là kim tuyến á. Rồi, còn em mặc là 1371, bây giờ em coi mẫu nè, chị Ngọc Anh lấy 1371. Chị thích màu đen hả chị Ngọc Lê? Chị cái đó thì nó màu đen á. Cái đầm nó màu đen á nhưng mà nó có kim tuyến ánh lên ha, chứ cái nền nó vẫn là màu đen. Chị Kim Yến Trương 71 cho 71 57kg, đặt cái này giúp em 2X chị yêu nha, nhớ nâng size, không nâng là chật á, form này nó nhỏ nha, nó nhỏ. Rồi bây giờ em coi mẫu nè. Mặc sườn xám đúng không? Rồi ok. Để em qua cái sườn xám nha. Sườn xám bây giờ em mặc cái nào đây ta? Em mặc cái kim tuyến nhuyễn nha. Tại vì cái ngôi sao nó còn có 3 size ha. Cái kim tuyến nhuyễn thì nó sẽ còn full size hơn. Kim tuyến nhuyễn là 94. Để em ghi giá phía dưới luôn. Em sẽ mặc cái sườn xám kim tuyến nhuyễn cho các chị coi trước nha. Để em có sẵn ở đây nè. Đây. Rồi. Lên sườn xám này nó full size hơn xíu. Cái ngôi sao á, form nó cũng giống như vậy luôn. Nhưng mà kim tuyến nó to hơn, nó nhìn nó thành hình hơn các chị ha. Đó, nhiều chị thích nổi hơn thì có thể chọn cái ngôi sao. Còn kim tuyến nhỏ nhỏ này nó sẽ ánh đủ màu rất là xinh luôn. Đây là 1394. Rồi, cái váy này của em đang sale. Đầm này của em đang sale là 299.000. Các chị coi form nhà em nè. Coi sườn xám form nhà em nha. Đây, nó có co giãn, cộng thêm co giãn 67 cân đổ về, có thể vừa cho em. 1394 sườn xám, sale còn 299. Sườn xám tại shop em bán cũng là 450. Mua sườn xám tại shop em 450, trên like em trước còn 299.000. Trời ơi, đẹp. Kim tuyến lấp lánh, full đầm luôn. À, 2X đó chị Kim Yến ơi, cái mẫu này chị mua là phải 2X nha. 57kg là phải 2X, XL là chật á, phải nâng size giúp em. Nha, nhớ đặt lại cho em 2X chứ không thôi các bạn chút XL về nhà mình mặc nó bị chật đó nha chị Kim Miếng Trương ơi. Cộng thêm một size là 2X cho em thì mới vừa được, form nó nhỏ. Rồi, cái váy này của em sườn xám. Đây các chị coi cho em cái form đầm đi. Lên form nè, nó có xẻ tà. Sườn xám thì bắt buộc là phải xẻ tà rồi. Xẻ tà hai bên cho các chị mình luôn. Đi đứng các chị coi nè, nó có xẻ tà cho nên cộng thêm co giãn nè. Đi thoải mái cho em, đường bằng các chị đi là khỏi bàn rồi. Đi cầu thang các chị bước lên bước xuống cũng rất là dễ dàng luôn. 299.000 một em sườn xám như vậy. Tặng luôn cái cài áo này của em, kề cài áo ngọc trai. Trời ơi nó xịn như vậy, chất mát nha, nhung lạnh, không hề nóng. Người ta bán sườn xám cho các chị tầm 700, em bán 299.000. Shop khác bán bao nhiêu quý chị, còn shop em là chỉ có 299 thôi đó. 1394 cho em nha. Cái ngôi sao cũng đẹp. Ngôi sao á thì nhìn nó sẽ nổi hơn xíu nha. Nếu mà họ thích ngôi sao thì nhìn nó nổi hơn xíu. Nhưng mà ngôi sao em chỉ còn size dưới 62 cân thôi. Chị nào 2X thì hết rồi nha. Đây, sườn xám ngôi sao. Form nó giống em mặc luôn. Khác cái họa tiết một chút xíu thôi. Cái này là kim tuyến nhỏ đủ màu. Cái này sẽ là kim tuyến ngôi sao. Đó, giá bằng nhau 299.000. Chị nào thích ngôi sao em còn MLXL, tối đa 62 cân. Còn chị nào thích mẫu em mặc thì tới 67 cân luôn. Đó, giờ chọn cái nào size vừa nha. Chị Hồng Nhung lấy 1394. Rồi đây, màu đen của em. Em ghi mã phía dưới rồi đó. Các chị đặt giống vậy cho em nha. Xin lắm em cảm ơn chị Giang Phạm. Đẹp ha, trời ơi, sườn xám nhìn mê. Em là lấy cái em chụp hình ở Facebook rồi á. Cái mẫu này không biết các chị có lấy chưa nha. Chứ em là em lấy một cái rồi á.
Nhiều chị bảo em là cái đồng này nhìn nó trung niên quá em. Trời em hai mươi mấy em còn mặc nữa nè. Em hai mươi mấy em còn mặc cái sườn xám em mua luôn rồi á cái chị. Em chụp hình em đăng Facebook luôn rồi á. Chị nào mà chưa mua là coi như hụt mất một cái đồng đẹp thiệt. Sắm cái em này về mặc Tết nữa là khỏi nói luôn, đúng bài sang luôn các chị ơi. Giá tiền chỉ có 299.000 cho em thôi. Mã đang mặc đây là 13. Mà em đang mặc đây là 1394 đầm nhung các chị yêu nha, 1394. Chị nào lấy comment liền cho em ở phía dưới mã số sản phẩm cộng số điện thoại cho em. Đây các chị, đây là em nè ha, trên hình hơi ảo chút xíu đó. Em mặc cái sườn xám em chụp hình rồi nha, chị nào mà chậm tay là hết nè, xuất sắc không em nói với chị nha. Nhìn nó như vậy thôi nhưng mà cái chị chụp hình lên là hơi bị ảo diệu luôn, tại vì kim tuyến nó lấp lánh rất là đẹp, chưa nói cái chị mà đi tiệc đèn chiếu các thứ đây là xuất sắc. 299.000 đồng này đẹp, cảm ơn chị ạ. 1394 cho chị Trân Nguyễn nè, 1394 chị Anh Thi nè, 42 kênh size M cho em nha, 6-7 kênh đổ về vừa. Sườn xám của em có full size 67kg đổ lại, có thể mặc được cho em luôn. Xuất sắc các chị ơi, sẽ tà. Sườn xám sẽ tà hai bên nha, chất nhung to giãn nha. 1394 chị Trần Hiền có đơn nè. Rồi, được, chị đặt hàng em giao đến tận nhà luôn. Ở đâu em cũng ship đến tận nhà cho mình ha. Mua hàng nhà em khỏi lo. Cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng màu đúng mẫu thì mình nhận nha, khỏi phải sợ không đúng không lấy tiền. Em cho kiểm tra mà không đúng không lấy tiền, đúng thì trả tiền cho em. Rồi tiếp tục em qua mẫu khác lấy làm sale nha. Body em có cái mẫu này 99.000, chị nào size M thì sắm cái này cho em, rất đẹp, 99.000 thôi. Hàng này 99, cái chị mà nhận là cái chị mê liền thiệt. Nhiều chị quay lại mua thêm quá trời để làm quà tặng đó, cả nhà thấy rẻ mà. Cái giá trời ơi, không tin được là mua được cái đầm chất lượng luôn. Hàng này em bán 300 á. Hôm nay em sale là 99.000 cho các chị nè. Đây là 1347 body màu đỏ, nhưng mà đỏ đô. Cái đỏ này á, nó không có tươi đâu. Chị nào trung niên mặc được, yên tâm. Em chào chị Teresa Liên nha. Rồi, đây là 1347 99.000 cho em. Chỉ còn size M nha, tùy mẫu nha cả nhà. Cái mẫu này em hết size lớn rồi. Bây giờ em chỉ còn size M thôi. Các chị coi cái form nè. Đó, form đồng nó đẹp như vậy, đuôi cá phía dưới nữa. Phối một hàng cúc bên này luôn. Vải này hơi bị xịn, vải này vải măng tô nha. Em máy này vải măng tô. Duy nhất một mình em này có luôn, không còn cái nào măng tô hết trơn á. Cúc cũng màu đỏ, tay dài 99.000. 300 giảm còn 99.000 đồng. Từ 300 sale còn 99.000 cho các chị mình luôn. Trời ơi, chị nào không mua là uổng thiệt. Chị nào vừa cái này em khuyên mấy chị nên mua. Tại vì khách em á hả, mấy chị muốn mua mà không có vừa nè. Bây giờ chị muốn mua mà không có vừa để mua á. Còn đây mà vừa không mua là tiếc nha. Hàng rất là đẹp luôn, 99.000 đồng thôi. Không tin các chị cứ thử mua đi. Nếu như chị nào size M nha, hoặc là L cỡ tầm 67-68 á, mình mua thử cái đầm này cho em. Không đúng như quảng cáo của em không lấy tiền cái chị mình thiệt. 99.000, 99.000 đồng em bao luôn. Không đẹp em không dám lấy tiền luôn á. 1347 cho em, 1347. Dạ không vừa chị Quỳnh Lâm, đây chị khách em muốn mua mà không được nè. L 80 là chị phải mặc 2XL. Cái này em còn M, L 68 em mặc vừa y nè. Đó, nên em còn size M thôi. L 68 đổ về cho em nha. Dáng đẹp ha, 99.000 đồng thôi. Chất măng tô và màu này màu đỏ không có tươi nha, đỏ sậm. Còn chị nào thích tươi, em có cái đỏ khác. Còn không ta, em có một cái đầm body đỏ khác nha. Cái mẫu này của em còn cho các chị hình như được 1-2 cái. Hôm, tại hôm qua em có mặc rồi. Ngày hôm qua em có mặc rồi cho nên là để em kiểm tra lại cho chắc cứu nha. Em mặc là 1347, đầm măng tô đuôi cá nè. 1347 em sale là 99.000 đồng cho em. Cái này thì trơn ha, không có kim tuyến gì hết trơn á. Size M nha, size M, chị nằm M thì chút đơn. Cái đầm, chị xem cái đầm gì em chưa kịp đọc nó nhảy mất tiêu rồi. À, đầm cọc tay nhung hoa tím. Cọc tay nhung hoa tím. Đây hả, cái này tím trơn. Cái này mà nhung á, là tím trơn. Hoa tím trơn có kim tuyến. Còn mà chị hỏi cái nhung hoa á, là cái này nè. Nếu mà cái nhung hoa thì em này, ở đâu mất tiêu. Đây, chị coi mẫu nào nè. Tại vì nhung á, em có một là nhung hoa, là cái này không phải màu tím rồi. Còn mà chị coi nhung tím thì em này nó lại không có hoa.
Nhung tím thì nó là kim tuyến trơn chị yêu ơi, chị coi mẫu nào? Nhung. Đây chị Đức Bình, chị coi cái nhung body này hay sao? Đây là body đuôi cá nhung màu tím. Còn em này mới về nè. Em mới về thêm cái nhung hoa cho các chị nè, co giãn được 70 cân luôn. Nhung này đã nha, nhung xè. Nhung xè này 70 cân mặc vừa cho em thoải mái luôn. Chất cũng nhung lạnh cho mình. Ha, co giãn tốt nhưng mà nó không có kim tuyến nha. Nó ống sẵn như vậy luôn nè các chị coi. Ống rất là đẹp, ở ngoài nhìn đã lắm. Còn cái này thì full kim tuyến trên đầm luôn. Đó, chị coi cái xè hay là cái ôm. Coi cái xè hay cái ôm. Bây giờ em qua cái màu đỏ này thử nè. Chị nào mà thích mà tươi tươi hơn một chút á thì em có cái màu này. Nó sẽ có phủ kim tuyến ở trên đầm cho nên nhìn nó sẽ nổi hơn. Chị Hương Anna 47 nè. Rồi chị Kim Thanh 47 nè. Ok. M là dưới 50 cân chị yêu nha. Rồi, em có cái body này, dễ thương lắm, kim tuyến lấp la lấp lánh cho các chị mình đây. Cái này nó sẽ có cái nơ ở đằng trước, nhìn nó trẻ trung á cả nhà. Đây, nó có cái nơ ở đây, tay nó có hơi phồng phồng chút xíu, em chưa có ủi nên nó hơi nhăn chút các chị nha. Nè, kim tuyến các chị thấy không? Xoay nhẹ nè, nó sẽ chiếu chiếu lên liền ha. Rồi, em này là 1390. 1390 thì hình như hôm nay em còn có 2 size thôi. Em còn có 2 size là M với lại em còn một cái M với 3 cái size L. Em còn 4 cái nha. Body màu đỏ của em nè, full kim tuyến luôn, còn 4 cái. Một M với lại 3 cái size L cỡ 55 kg. 55 kg đổ về cho em chốt 129 ngàn. Trời ơi, 300 hôm nay vẫn còn 129 đó cả nhà. Từ 300 em chốt luôn, cái line này còn 129 ngàn thôi. Hổng đẹp, hổng lấy tiền các chị luôn. Chào chị Hoa Phạm hả? Rồi chị Thiên An, chốt đầm này của em ok, có đơn. Cứ đặt đi, em còn 4 cái. Chị nào nhanh thì chốt được nha. Cái này mà chậm là hỏi em là em bó tay á. Rồi, bây giờ em sell cái đầm này 129 ngàn nè, body màu đỏ. Body màu đỏ, chất này là ánh kim ha, nó có kim tuyến ở trên. Chị Trần Đặng, mẫu này đẹp quá, chị 53 cân vừa không? Vừa chị, 53 cân là size L, em còn 3 cái á. Còn 3 cái size của chị lấy thì chốt liền nha. 1390. 1390 đầm body màu đỏ, đi tiệc cũng được. Mấy cái body thì cái nào đi tiệc cũng đẹp hết trơn á. Đây, xách cái giỏ vô. Mang đôi cao gót vô, khác liền. Đó, cái gì đấy không? Nhìn khác liền luôn, khóa đằng sau lưng của em. Vải nó có co giãn, nha, có co giãn, mặt ăn uống này kia, không có sợ chật bụng gì hết trơn á. 129 ngàn cho em, giá cũ 300. Line này em sale còn 129, kim tuyến full đầm luôn. Lấp la lấp lánh ở ngoài, nhìn sẽ đẹp hơn trong line. Chị Mỹ Hạnh lấy 1390, dạ nè, 1M, 3 size L, em còn 4 cái nha. Em còn 4 cái các chị yêu nha. 1 size M, 3 size L. Chị nào lấy chút đơn liền cho em ở phía dưới luôn. Dán đầm body nha cả nhà. Trời ơi, đi tiệc là cứ diện body cho em. Sợ lộ bụng thì đeo cái địch vô, hay đeo cái đai bụng vô là nó sẽ đẹp liền. Không thì các chị cứ diện đâm xe. Đâm xe đi tiệc để em nhớ coi có cái nào không. Tại thường đi tiệc là hay diện body đúng không? Nếu mà đầm xòe nha, em coi coi hoa nào nổi nổi xíu em mặc cho các chị xem đi tiệc. À, cái chuyến sau em có về mấy cái ren hoa nổi á, mà đính đá rồi nha. Chuyến sau là đúng đúng chất hàng Tết luôn đó cả nhà. Màu nổi có rồi, ren hoa các thứ có luôn. Chuẩn bị để dành tiền đợt sau mua một loạt đầm mới nữa nha. Còn hôm nay thì săn hàng lẻ sai xả kho nhà em thì khỏi lo về giá rồi. Hôm nay thì giá rẻ quá trời luôn. 129 ngàn chị Quỳnh Như. Đây, 1M3L em còn 4 cái. 1M, 3 cái size L. Chị nào lấy thì chốt đơn cho em. À đây, chị nào thích ren nữa không? Em còn cái ren này nè. Cái này thì nó không có xè quá. Nó sẽ là dáng chữ A nha. Mẫu này sẽ là dáng chữ A. Xanh rêu hả chị? Xanh rêu. Xanh rêu vest này hả? Đây đúng không? Nếu mà em này thì xòe nè. Rồi em này dáng xòe. Phải cái xanh rêu này không ta? Em mặc thử nha. Tại đằng sau là chắc có mỗi cái này màu xanh thôi à. Rồi chị Ngọc Tâm, đầm này eo 80. Dạ không vừa. Cái này em mặc eo nó được tại 75 thôi. Tại nó hết size rồi. Eo 80 là chị phải mặc size 2X cơ. Thôi coi thử cái xanh này đi. Em mặc cái vest xanh cho chị coi. Vest xanh này hàng mới nè, full size. Vest nha, đi làm đi tiệc. Trời ơi, nhìn nó hơi bị sang nha ở nhà. Cái gì chứ vest là nó sang dữ lắm. Kín đáo lịch sự luôn, dáng dài luôn.
dáng này dài qua gối tới bắp chân của em luôn rồi, không hề ngắn luôn. Đây các chị coi, mỗi lần em diện cái bếp này vô là em cảm thấy em cảm thấy là em sang hơn luôn á các chị, thiệt người đẹp vì lụa đúng luôn á. Rồi đây là 1439 các chị yêu nha, vest 1439, hàng nhà em thì không lo về chất lượng đúng không, em cho kiểm tra đúng thì mình trả tiền ha. Chất lượng em bao chất lượng luôn là các chị biết rồi, lựa mẫu thôi, lựa mẫu là kiểu lựa màu các thứ thôi. Rồi đây là 1439 các chị coi cái form đầm phía sau nè đó, trước sau trái phải gì góc nào nó cũng đẹp hết trơn á. Cái đầm này muốn tìm cái chỗ không đẹp, chỗ chê không chê được luôn các chị coi. Từng cái đường may nè, may rất là mượt nha nha. Hàng này không khác gì các chị mua ngoài kia 700-800 hết trơn, em bảo đảm. Nhưng qua nhà em 299.000 có cái túi đây nữa. 1439 vé màu xanh, hôm trước em bán màu cam cà rốt, em nói nó hot rần rần. Màu cam hôm nay hết sạch hàng không còn, bây giờ màu xanh về thay thế, đợt mới em màu xanh nè. Cam em nghỉ may rồi nha, em không có may thêm, chị nào thích cam hôm nay hết rồi. Hôm nay em có màu xanh thôi. 1439 em sale 299.000. Vết màu xanh nha, mới về luôn, xanh này ở ngoài nó đậm á các chị, nó không có tươi đâu, xanh này ở ngoài xanh rêu, xanh đậm. Em tắt bớt cái đèn các chị thấy không, đây là cái góc bên này có thể nó tối hơn không, phía bên này là vẫn còn một cái đèn, nó sẽ hơi sáng. Bên này các chị nhìn nè, ở ngoài nhìn nó sẽ là màu xanh đậm cả nhà nha, không hề phải nói là không có tươi, không có tươi mà tươi rói như là xanh đậm chuối này kia đâu, cho nên là các chị hoàn toàn mặc được, kể cả các chị trung niên cũng được luôn. Màu này em nói nó sang dữ lắm. 1439 cho em. Mà em chiếc cái eo lại là eo cao ở phía trên này nữa cơ, cho nên khi cái chị diện vô nè, nó che bụng nè đó. Diện vô là nó che được bụng của mình liền, không có lộ bụng luôn. Ăn gian cái dáng người nè, chân dài ra thêm luôn. 299.000 em bao giá toàn quốc, không nhà nào bán vest cho cái chị rẻ hơn đâu. Thiệt, giờ mua vest không có ai bán dưới 500.000. Còn em bán cả một cái đầm dài 299.000 luôn. Chị Ngọc Tuyền lấy 1439 và ok. Rồi chị Yến Phương, đầm này cho chị size L, ok có, 4 size vẫn còn. ML, XL, 2X, size nào em cũng còn. Rồi 1439 cho em. 1439 em sale cho các chị mình luôn. Khoan nha, khoan để em coi cái số lượng nha. Em thấy hồi hết hồn. Hết hồn, em tưởng nó hết hàng. Rồi cái đồng này em còn full size cho các chị nha. 299. 299.000 đồng cho em. Size M, size L, XL và 2XL. Ai lấy mẫu này comment đặt hàng cho em ở phía dưới nha. Hàng xịn xò luôn. Bao kiểm tra đúng như em giới thiệu thì các chị trả tiền thiệt. Ngày nào các chị lên livestream mình cũng thấy cái mặt em like ở đây, lỡ em bán hàng mà không đẹp này kia, ra được gặp mấy chị chứ mấy chị bán vốn chết. Nhưng mà các chị mình yên tâm là em tự tin bảo đảm với các chị là nhận là các chị thích liền. Bây giờ có ra đường mà các chị gặp em là mấy chị cũng lại khen đầm đẹp thôi, chứ không thể nào mà chê được câu nào hết trơn á. 299.000 cho em nha. Chị Kiều Trần lấy mã số 1439 nè. Rồi chị Vân, đầm nào cũng thích thế, chị mua bên em được 2 năm rồi. Trời ơi, khách quen. Em cảm ơn chị yêu nha. Màu đen không có, chị Ngọc Lê. Chuyến sau em không chuyến sau thì em thấy là có về màu vest sọc nha, cái caro màu nâu, còn đợt này thì em có màu này thôi, đen thì em hết rồi. Đen đợt trước em có may mà em bán hết trơn rồi chị ơi. Tại cứ mỗi đợt em về một cái màu khác nhau á. Mà đen thì đợt trước đã có may rồi, vừa đợt hàng gần đây luôn. Cho nên chuyến này em về cam hết luôn. Xanh nè, hoặc là hồng, màu da, caro thì em còn nha. Hoặc là vest này sọc nâu. Đây em có cái sọc nâu này cũng xinh lắm. Cái sọc nâu này là sẽ có tặng kèm một cái dây eo. Sọc nâu này em có tặng kèm cái dây eo màu da này nè. Đây nè, rất là dễ thương luôn. Sọc nâu thì form nó sẽ ngắn hơn cái của em nha. Cái này là đầm suông, vest suông chứ không có chiếc eo. Còn em mặc là có chiếc eo. Đó, thích màu nào nữa không? Hay là cái này không? Cái này caro, 99.000. Vest 99.000, trời ơi. Em chưa lên nha, chưa lên là chưa tính nha. Khi nào em mặc đứng đây mới tính. Eo 80 hả chị, size 2X nha chị Đức Bình ơi. 1392 nhưng màu tím. Ủa em chưa có mặc rồi, đây mặc cho chị coi. Chị giờ chị nhớ hả, hay quá trời luôn. Hàng gì, hồi nãy chị nói em là chị coi cái nhung hoa màu tím. Mà cái này thì nó đâu có hoa đâu. Em sợ là chị nhắn nhầm. Rồi đây em mặc cho chị coi nha.
Đó, em chưa mặc mà đã có khách chốt đơn rồi, cái gì đấy không là yên tâm về chất lượng chưa? Mấy chị khách nhà em là thích mẫu nào là mua thôi hà, chứ không có cần hỏi em là vải này đẹp không em này kia luôn á, mua một lần là biết chất liền. Rồi em lên cái nhung tím nha. Nhung tím này em còn cho các chị là full size. À, đây em có full size lận, mà cộng thêm là cái vải này nó còn co giãn được xíu nữa. Đây đi tiệc các chị sắm này cho em nè, cái chất nè 6-7 cân đổ về cho em nha. Eo 80 chị Đức Bình. Nếu mà chị thích mặc mà nó dạng mà ôm như vậy nè, đây eo của chị 80 ha, chị thích mặc mà cho nó ôm sát khoe eo á thì chị lấy XL cũng được luôn. Nhưng chị thích mặc cho nó dư giả thoải mái, mình tăng 1kg 2kg vẫn mặc được, và mình ăn uống nó sẽ thoải mái luôn, không có sợ chật á, thì chị nên lấy 2X cho em. Đó, chị thích mặc ôm hay thích mặc cho nó thoải mái thì mình chọn theo cái sở thích của mình. Rồi, body nhung tím, cái này em may đuôi cá. Mẫu này là may đuôi cá ở phía dưới nha cả nhà. Đi đứng thoải mái, chất to giãn nữa nè, không hề bó luôn. Mặc cả ngày vô tư cho em. 299.000 cái này. Full kim tuyến ở trên đầm luôn. Em có đính thêm Hàn Quốc nữa nè. Đó, Hàn Quốc này em may cố định không có hở nha. Mặc là kéo khóa phía sau. Chị Mỹ Phương, nhung tím chị mua rồi, xịn lắm. Em cảm ơn chị yêu ạ. Trời ơi, nhung cái chị không cần lo nha, mặc gì chứ mặc nhung là thấy sang rồi. Nhung nó giá nó cao đúng không? Mà bên em bán cũng có cỡ 300 thôi. Nhung nhà em cũng cỡ 300 à, chứ đâu mắc đâu. 299 nè. 299.000 cho em. Đây là 1392. 1392 cộng số điện thoại, dáng đầm body. Body đuôi cá các chị yêu nha. Diện đuôi cá đi đứng dễ dàng luôn. Chị Phạm Mai, mẫu này bao nhiêu tiền? 299.000 chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc là 299.000 đồng. Đây là 1392 nha. Em chào chị Diễm Châu nè. Cái váy này tại shop em bán là 390. Chị nào qua shop em 390 chút đơn váy này. Khỏi chia sẻ. Còn mua trên livestream, chia sẻ 3 lần mất tầm 5 giây, giảm còn 299, 100.000 luôn. Nha, giảm được 100.000 rồi. 299.000 nè, 1392. 1392 cộng số điện thoại MLXL và 2X luôn. Full size 6-7 cân đổ về được. Chị nào dưới 67 cân hoặc là eo 86 đổ lại mình cũng có thể mặc được cho em. Đó, các chị coi cái phao đầm đi, xinh như vậy. Đi đứng thoải mái nè, các chị thấy bước đi không? Không hề bó luôn ha. Có nhiều chị mua đầm mấy chỗ khác á, mua cái body nó là mặc xong đứng một chỗ luôn. Chỉ đứng được một chỗ thôi, đi cũng không được mà ngồi xuống cũng không được luôn. Còn body nha em, các chị coi em bước đi nè, nó hoàn toàn dễ dàng. Nó còn co giãn được như vậy nữa cơ. Đây nè, co giãn được như vậy. Không có sợ bó gì hết, mặc cả ngày cũng được luôn. 299.000 nha chị Huỳnh Dương, 299.000. 1392 chị Dung Phạm có đơn nè. Rồi, chị Thảo Thảo 1392 và ok, nhớ chút đơn liền cho em ở phía dưới nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Rồi, đầm này em sale là 299.000 nha cả nhà. Chị Hiền Thanh, size M bao nhiêu cân? Size M 50 cân đổ về. Chị nào size M chốt đơn cho em dưới 50 cân. Ai lấy mẫu này đặt liền tay cho em ở phía dưới ạ. Có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn cho các chị luôn. 1392 nha, nhung body 1392. Đó, đặt liền. Em mới về một cái body đuôi cá nữa, nhưng mới về mà nó cháy hàng rồi. Chị đợi em xíu, à các chị đợi em xíu. Em coi coi nó còn không, em mặc cho các chị xem. Nó đẹp lắm. Đây, không biết các chị có nhớ không thì em có cái mới về cái đầm này, chuyến mới nhất luôn. Em có về một cái ren màu đen may kiểu đuôi cá, mới có một tuần tích tắc hết hàng. Trời ơi, mấy cái màu đen đó các chị, nó dễ cháy hàng dữ lắm. Thành ra chị nào mà thích á, mấy mẫu đầm em mặc like ở đây mình thấy thích là phải chốt liền nha. Chứ các chị mà chần chờ suy nghĩ, nhiều khi đến khi mình đặt nó hết size mình mất tiêu rồi. Rồi bây giờ em coi mẫu nha, 1392, chị Khánh Hằng, dạ được, size L chị yêu ơi, số ký chị mặc size L. Nếu mà lấy thì comment lại giúp em nha, vừa nha. Rồi, cái màu đen này đi, màu đen này có ngọc trai eo nè, hàng này khỏi lo luôn các chị ơi. Em mới về mà bán hết ráo luôn rồi. Nó đẹp lắm, nhung ren mềm nha. Tính ra mới về hàng chưa kịp mặc, mặc chưa được mấy lần luôn á. Mặc mới được có mấy lần hà mà nó hết hàng mất tiêu, hổng giờ em ngưng em không mặc luôn. Đây các chị coi, nó có cái dây ngọc trai nè, mình có thể cột trước hoặc sau tùy ý các chị mình nha.
Đó, đẹp chưa, xịn sò chưa? Hàng này bên em bán cho các chị mình đi tiệc là khỏi nói luôn ha. Rồi, đầm này của em là 1427 nha cả nhà. XL có chị Hà Nguyệt full size mà. Cái nhung này nè, full kim tuyến. À, mặt ngoài kim tuyến thôi, mặt trong các chị coi nè, nó mịn, rất là mịn. Mặt bên trong em dịch mịn, không hề ngứa, không hề gì nha, rất là thoải mái. Chị Kiều My lấy 14 mấy đây, cái này 1392 chị ơi, sai mã rồi nha. Nhung tím là 1392, đặt lại cái mã giúp em nha. Rồi còn em mặc đây á là 1427, mẫu em đang mặc đây là 1427, mà để em coi cái này nó còn mấy cái nha, em mới vừa về thôi. 1427 em chỉ còn M một cái, một cái size M, L hết không còn nha, hai cái size XL và còn lại em còn là 20 cái size 2X, trong khi em về mẫu đầm này là hơn 200 cái mỗi size nha, mà đã hết rồi đó. Đi tiệc các chị coi đuôi cá nè, đi đứng nè, dễ dàng không em bước đi cái dễ không, bước chân cao cũng được, kiểu như mình đi cầu thang đó cả nhà, mình bước chân cao như vậy nè cũng rất là dễ dàng, chứ không phải là phải đi khép nép cần từng bước nhỏ nha, không hề cần khép nép, cái này các chị đi thoải mái cho em luôn. 299.000 đồng em chỉ còn 1M, 2 cái size XL và 20 cái size 2X. Đây là những cái cuối cả nhà nha. Em chốt đơn luôn là 299.000 cho các chị nè. 299.000 cho em 1427. Ren đuôi cá nha cả nhà, 1427 là ren đuôi cá. Xem lại 1434 hả chị? À cái sơ mi. Rồi sau cái này em mặc cho chị coi. Em mặc cái đó chưa ta? Hình như em chưa mặc trong live này phải không? Em không nhớ luôn, em mặc nhiều, em không nhớ là cái nào em mặc rồi luôn á. Rồi nếu mà chưa mặc thì em sẽ mặc cho chị coi liền, đợi em xíu nha. Một màu duy nhất, đầm đuôi cá ren ngọc trai eo chỉ duy nhất một màu đen, tại màu đen nó dễ mặc các chị, nó vừa giúp mình gọn dáng hơn ha, vừa giúp các chị nè trông gọn dáng hơn, nhìn eo o ghê không đó, vừa gọn dáng mà vừa không kén da kén tuổi gì luôn. Màu này các chị trẻ mặc cũng được mà trung niên các chị diện cũng đẹp luôn, có cái túi đi kèm nè, sang xịn mịn liền luôn. Rồi khóa đằng sau lưng nha cả nhà ơi, 1427 cho em hả, khóa kéo cái sau lưng của em nè. Đó, lên form chuẩn như vậy mà chỉ có 299. Hàng này bên ngoài mua chắc phải 700. Thiệt ren mềm. Ui chà, cái này nó mềm cái chị yêu nha. Kiều vô không Kiều? Vô không? Bốn mấy à? Hả? Bốn mấy à? Nhưng mà tao nghĩ mày vẫn được á. Rồi em đang mặc đây là 1427, anh 50 rồi nè, 1427 kèm số điện thoại cho em nha. Sale với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng thôi, hàng đẹp luôn, hàng bao xịn bao kiểm tra, không đúng quảng cáo không lấy tiền nha, không đúng lại quảng cáo không lấy tiền nha các chị, và yên tâm em bao kiểm tra hàng. Chị đặt bảo hết, ủa chị Ly Kiều chị đặt hồi nào? Cái này hả? Hôm trước nó hết, đúng rồi, hôm trước đặt không còn hàng, hổng giờ các chị thấy em ngưng like là chắc phải một 3-4 ngày nay em không mặc cái đầm này là tại vì nó hết rồi. Ngày hôm nay là sau khi mà chốt hết những cái đơn đã nợ cho khách đó, em kiểm kho em thấy nó còn một cái M nè, hai cái size XL nè, với lại 20 cái size 2X thì em đang giới thiệu đây. Hôm nay đặt lại cho em, hôm qua hôm kia đặt báo hết là đúng cái chị nha, ngày hôm nay mới có lại. Ngày hôm nay em còn một M, 2XL và 20 2X. Chị Ly Kiều chị đặt size nào chốt lại giúp em liền đi, cái này mà chậm thêm 1-2 ngày mai mốt cái chị hỏi lại nghe hết nữa đó. Thiệt, đầm nào chứ đầm này em nghi lắm, tại nó đẹp quá trời. Ngọc trai này là cái chị di chuyển nó được nè. Đó, di chuyển được, tách ra hay chụm vô gì cũng được nha. Chỉ có 299.000, trời ơi, không đẹp không lấy tiền, thiệt. Không đẹp không lấy tiền cái chị luôn á. Em mặc ở đây làm sang da cho các chị là như vậy luôn, không khác gì hết nha. 299.000 cả nhà ơi, tranh thủ đặt liền giúp em. Vô vô vô. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. 299, à có chị khác hỏi này, 299.000 đồng nha cả nhà ơi, 1427 kèm số điện thoại cho em là ok được. Ren đẹp không em? Em bao luôn. Em bao chị Diễm Châu kiểm hàng, cái này mà không đẹp mai mốt quay lại mang giống em, thiệt. Không đẹp em không lấy tiền chị luôn, nó hôm sau quay lại mang giống em luôn nha. Em bảo đảm với chị luôn, hàng đẹp, ren mềm, ren siêu mềm, em về hơn 200 cái mỗi size là ít đó. Ít đó mà em bán hết trơn rồi, em chỉ còn 1M,
hai cái size XL và 20 cái size 2X thôi. Em không biết có may thêm nha, cái này không có hứa trước nha, nhưng mà hiện tại em còn có nhiêu đó thôi. Rồi tranh thủ vô giúp em chốt hàng liền 299.000 cho em. Bây giờ tiếp tục em sẽ qua cho các chị xem một em đầm khác nha. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mình xem cái mẫu đầm này cả nhà nha. Trời ơi, chị cộng lên. Thôi không thật. Còn mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1434 cả nhà nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình đây. Cổ sơ mi, tay lỡ, bo eo, dáng đầm phom xòe, thì dài luôn cho mình. Màu này màu hiếm cả nhà nha. Em may một lớp kèm thêm hai túi khóa kéo phía sau. Chị nào chưa có thì mày đặt sớm. 58kg mặc XL đây chị ơi. 58kg mặc XL là đẹp nha. Mẫu đang mặc cho người mã 1434. Hôm nay em trước lên luôn nè, 299.000 đồng. Chất lụa nhung mặc lên cực kỳ thích luôn. Một lớp kèm luôn cho mình hai túi nha, khóa kéo phía sau. Rồi chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1434 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay có đơn, chậm tay hết hàng này cả nhà. Màu này siêu xinh cho mình luôn. Phía sau em có rất là nhiều mẫu, cả nhà mình thích em lên mẫu đầm nào cứ việc comment phía dưới em nha. Em mặc thử cho mình xem luôn. Rồi 1434 hôm nay sale luôn cả nhà ơi. 1434 hôm nay sale luôn cho cả nhà mình. Chào chị Diễm Châu nha. 1434 sale luôn cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm đi. Em chào chị Minh Hòa nha. 1434 kèm số điện thoại 299.000 đồng thôi. Nhanh tay đặt hàng thật sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. L73 mình mặc size L. L73 mình mặc size L là vừa nha. Rất là đẹp cho mình. Đầm này em có màu duy nhất đứng gần như cả nhà mình xem nè. Đó, với lại hiện tại thì bên em về hàng sơ mi cho mình có cái đầm mà sơ mi trơn như vậy nữa. Sơ mi này em có hai màu nha, hiện tại còn có đúng một màu cho mình luôn. Còn cái em đang mặc trên người đang còn đủ xa nha. Chị đồng đặt hàng mình tranh thủ giùm em luôn. Mẫu đang mặc trên người 1434 1427 size XL. Đuôi cá màu đen. Ok chị luôn ha. Rồi 1427. Rồi mẫu em đang mặc cho người 1427 còn size XL còn 2 cái đó chị, M 1 cái, XL 2 cái, còn lại là 2X ha. Rồi mẫu đang mặc cho người mã sản phẩm 1434. 1434 hôm nay em đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size, M là XL và là 2XL, 299.000 đồng nha cả nhà. Chỉ có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Ngoài ra thì bên shop em đang có cái mẫu đầm này đang sale cho cả nhà mình luôn. Maxi rất là dài. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Rồi em chào chị Dung Trần nha, chào cả nhà mình mới vô. Lên cho mình là maxi cực kỳ dài luôn. Chỉ còn có giá tiền 99.000 đồng thôi. Nhanh tay lên đơn sớm liền cho em nha cả nhà. Chị khách nào đặt hàng dùng đơn 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Tiếp tục em lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm cái mẫu đầm khác. Đây, lên luôn cho mình một cái em đầm mà maxi dài đi cả nhà ơi. Maxi dài mã sản phẩm là 1336. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 nha. Đầm em thiết kế sẽ là cổ tròn như cả nhà mình đây. Cổ tròn nè, tay ngắn bo eo, dáng đầm vơm xòe dài. Đầm này thì dài tới cổ chân của em luôn. Và hôm nay 1336 thì sẽ sale luôn cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Size M nha cả nhà, 40-50kg mặc đẹp luôn. Mã sản phẩm là 1336 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha em luôn. 1336 với số điện thoại. Đầm này eo dưới 68 nha cả nhà ơi. Nền đen phối hoa hồng đủ màu nè. Cái đầm này là em chỉ còn mỗi size M thôi đó. Hôm nay sale luôn 99.000 đồng. Bình thường đầm này em bán là 299.000 đồng mà mấy chị khách còn khen rẻ đẹp. Hôm nay em chốt đơn hàng cho mình luôn. Có 99.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1336. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 1336 kèm số điện thoại cho mình là được cả nhà ơi. Rồi sale luôn cho mình trong bài livestream ngày hôm nay. Với giá tiền chỉ có là 99.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1336 nha. Rồi đặt hàng đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Ủa, cái này là cái gì? Rồi 1336 sale luôn 99.000 đồng.
Chị Trần Khánh My dùng đơn 1336 99 ngàn đồng vậy nha. Hàng này chất liệu vải lụa mango cao cấp, co giãn nhẹ nhàng nè, nền đen phối cho mình hoa hồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1336. Chia sẻ like ngay để được chốt sale nha cả nhà ơi. 1336 kèm số điện thoại cho em, 99 ngàn đồng. Cổ tròn nè, tay ngắn bo eo, dáng là con xòe dài, khóa kéo nằm mình sau lưng. Mã sản phẩm 1336, hôm nay sale luôn cho cả nhà mình, với mức giá chỉ có là 99 ngàn đồng thôi. Rồi, 99 ngàn đồng. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1336. Chị nào chưa có là mình nhanh tay lên đơn sớm liền cho em nha. 47kg mặc vừa đó chị ơi, 47kg chị mặc xem M này vừa nè. Đồng này 40-50kg, eo dưới 68 cho em nha. Eo 70 thì mình mặc hơi chật, em phải mua là mặc chọc nha, eo 68 đổ về là chị sẽ mặc đẹp luôn. Chị có giá là 99 ngàn đồng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1336. Chị nào đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm liền ha. 51kg mẫu hàng, mẫu này không vừa chị ơi. Em có những cái mẫu đồng mà có size lớn cho chị luôn. Đang xem 99 ra, em có hai mẫu này nè. Một là cái đầm cổ vest dọc caro, còn thứ hai là cái đầm này. Cổ này là cổ pháp cho mình. Đó, đồng giá 99 ngàn đồng luôn và có size lớn cho chị luôn ha. Thì hai cái mẫu đồng này chị thích cái nào chị có việc comment phía dưới đây, em mặc lên người cho chị coi. Còn cái em đang mặc trên người này, mã sản phẩm 1336 nha. Đầm 1336 đẹp, dạ một màu duy nhất đó chị ơi. Em chỉ còn một màu duy nhất nha. Rồi, còn những cái mẫu khác thì em có nhiều lắm nha chị ơi. Thích mẫu đồng nào có việc đặt sớm nha, em tư vấn lên thêm cho mình cái mẫu hoa này đi. Mẫu đồng hoa này ngày hôm nay đang sale cho cả nhà mình luôn ha. Ông đồng nào đặt hàng sớm sớm thì giùm em nha cả nhà, em tư vấn và chưa hàng. Váy xanh phía sau bao nhiêu ạ? Váy xanh này đúng không chị? Váy xanh này đồng vest nha chị, hay là chị thích cái này? Đồng giá 299 ngàn đồng. Đồng này cổ sơ mi, còn cái này là đồng vest, còn cái này là đồng vest cho chị. Cái này cổ sơ mi ha, đồng giá cho chị luôn 299 ngàn đồng thôi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người, mã số 1336, em đang sale luôn, chị còn có giá là 99 ngàn đồng. Tiếp tục lên thêm cho mình cái đồng hoa khác nha. Mình ưng đồng nào của em cứ việc comment phía dưới nha cả nhà, em tư vấn và chào hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mình xem một cái mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387 nha. Rồi đây, đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nhỏ nhỏ cho mình. Tay lỡ ha. Đầm có cổ trắng bao nhiêu em? Dạ 99 ngàn á chị ơi. Đầm có cổ trắng 99 ngàn nha chị. Sau mẫu đầm này để em mặc lên thử cho chị xem cái mẫu đó nha chị Nguyễn Hương. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người, mã số 1387 nè. Em có phối cho chị cái sợi dây này thắt phía trước. Mình thắt nơ cũng được, không thích thắt nơ mình thắt sợi bình thường như em. Đó, rồi mẫu em đang mặc cho người, mã số là 1387 ha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1387 kèm số điện thoại cho là được cả nhà ơi. Rất là xinh luôn. Được cái em đầm này nè cả nhà. Cổ này cổ nhỏ nhỏ, 199 ngàn đồng thôi. Nền đen phối hoa màu hồng hồng vàng vàng cho mình ha. Một lớp kèm thêm túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387 nha. 1387 sale luôn còn 199 ngàn đồng. 199 ngàn đồng. Chất lụa cả nhà ơi, may một lớp, cao dạng nhẹ nhàng, khóa kéo phía sau, có một túi nha. Riêng cái em đồng này có một túi nha cả nhà. Tùy mẫu nha, có mẫu có túi nè, có mẫu không túi. Có mẫu thì có hai túi luôn đó. Cho là mình nghe trên livestream giới thiệu như thế nào thì ở bên ngoài nó y chang vậy nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, nhiều khi gửi hàng về nhà mình thấy một túi mình sợ bị lỗi không có đâu nha cả nhà. Tại vì form đầm này thì em may cho mình có một bên túi thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387. Em chốt đơn hàng cho mình còn 199 ngàn đồng, đủ 4 size, 40 cho tới là 63kg. Eo tối là eo tầm 83 đổ về, nhớ đào kỹ cho em cái eo nha. Còn chị nào muốn em tư vấn trực tiếp trên livestream thì mình cứ việc comment phía dưới cho em. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1387. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1387 ha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1387 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Chỉ còn có giá tiền là 199 ngàn đồng. Rồi 199 ngàn đồng thôi. Em lên cho mình cái đầm cổ trắng nha. Đầm cổ trắng ngày hôm nay em đang xả kho còn 99 ngàn đồng. Nhưng mà em chỉ sale trên livestream thôi. Chị khách nào mà mình mua tại cửa hàng em nè, mình mua tại cửa hàng em thì sẽ không có cái giá này đâu nha.
em chỉ chốt ở trên live thôi, em không có áp dụng bên ngoài cửa hàng đâu. Đó, cố gắng đặt sớm em tư vấn luôn nè, 1387 sale luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa ha. Ưng ý đầm nào có em đặt hàng sớm sớm liền nha cả nhà, em tư vấn luôn ạ. Rồi đây em hay tiếp cho mình xem thêm một cái em đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1378 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1378 cả nhà nha. Đầm này đầm cổ lọ nha, nhiều chị còn gọi là đầm cổ Pháp á. Rồi, cổ Pháp cho mình nè, tay ngắn bo eo, dáng đầm phong xòe. Co giãn nè tới chị ơi, xuất sắc luôn á. Trời ơi, cái chất nó đẹp nè cả nhà, co giãn tốt cho mình luôn. Hàng này chất poly 2 da nha cả nhà. Đây là mặt trong nè, còn đây là mặt ngoài nè. Co giãn siêu tốt, không sợ nhăn nhầu hay chạy nhà vậy gì hết trơn luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã số 1378. 1378 hôm nay em sale rẻ luôn, 99 ngàn đồng thôi. Hôm nay em sale luôn cho cả nhà. Có nằm maxi nữa không? Có nha chị nha, em có nằm maxi nữa nha. Chị chờ em một chút xíu nè, em lên nằm maxi cho chị nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè. Các chị ơi, mình chia sẻ live stream cho em đi các chị. Mình chia sẻ lên tường nhà nè, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn cho mình luôn. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1378, hôm nay em sẽ rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 99 ngàn đồng thôi. Và đầm này em còn hai size lớn là từ 55 cho tới 54 đi, 54 tới 66kg mặc vừa, 54 cho tới 66kg mặc vừa luôn. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1378. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1378. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn và chờ hàng. 1378 kèm số điện thoại cả nhà nha. 54 cho tới là tầm 66kg. Cái đầm này em cao 1m65 nha cả nhà, thì em sẽ mặc vừa tầm tới gối em như thế này. Thì chị nào cao tầm 1m45 hay 50 á thì sẽ mặc phụ gối luôn. Hàng poly 2 da chất đẹp cả nhà ơi, vải dày đẹp lắm, 99 ngàn đồng thôi. 99 ngàn đồng còn XL với lại 2XL 99 ngàn đồng ha. Chị Minh Thư có đơn hàng, chị Nguyễn Hai ơi, chị Nguyễn Mai ok nha. 1378 99 ngàn đồng thôi, chỉ còn có giá tiền 99 ngàn đồng. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền em tư vấn và chờ hàng nha cả nhà. Bài live stream này em lưu lại nha. Chị khách nào vào sau mình có thể đón xem vào lúc 2 giờ thì em sẽ có một bài live stream mới nha cả nhà. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.